Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em như mong người xa. Mùa đông mây lưng lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi. Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Vâng, và Zig Audio xin gửi lời chào tới tất cả anh em yêu âm thanh miền Trung. Và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới anh Liên, anh ở xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Và ngày hôm nay thì bên em đang xây dựng một bộ dàn rất hay, rất chuyên nghiệp, khi tất cả các thiết bị đang có mặt trong bộ combo này đều có một mối tương quan, một sự tương đồng, tương thích. Và đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có hệ thống loa gồm một đôi loa full B12 kết hợp với một chiếc loa siêu trầm. Đây là hai sản phẩm có thể nói là sinh ra là để cho nhau. Màu sắc, cách thiết kế rất rất phù hợp, và kể cả công suất và đường tiếng cũng rất là ăn ý với nhau ạ. B12 là một đôi loa full được thiết kế theo phong cách của những đôi loa bookshelf. Chính vì vậy chúng ta sẽ có một mẫu loa full rất đẹp. Đẹp ở đây, em sẽ show ra cho các bác xem. Wow. Ok ạ. Các bác có thể thấy đây là một tấm e căng bằng lụa. Nó khác hẳn với những đôi loa full khác chưa ạ? Thứ nhất là e căng nhá. Và thứ hai, các bác có thể nhìn thấy cấu trúc bát, màu sắc rất đẹp. Hai lỗ thông hơi được đưa ra phía trước, và ngoại hình kể cả mặt trước, kể cả bên hông, kể cả mặt trên, phía sau đều được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ. Và B12 là một đôi loa với mức công suất 1000W một kênh. Chính vì vậy chúng ta sẽ thoải mái trưng bày trong nhiều không gian khác nhau. Và ở đây thì chiếc loa siêu trầm S1500 với mức công suất 1500W có thể phối ghép cùng với đôi loa này và cho chúng ta những cái sự phấn khích khi chúng ta nghe nhạc. Một con loa trầm điện bát 40, tuy nhiên lại có một kích thước vô cùng nhỏ gọn. Nó phù hợp với gia đình, phù hợp với trong gia đình vì kích thước vỏ thùng, từ cái màu sắc của sản phẩm cũng như là khi chúng ta phối ghép những chiếc loa trầm điện với những dàn karaoke garden thì chúng ta, một là chúng ta không mất công suất, và thứ hai nữa là cái tiếng nó sẽ là vừa đủ để chúng ta có thể nghe và cảm nhận được cái sự hay, sự tinh tế của những dải âm thấp. Đặc biệt hơn nữa, trong ngày hôm nay thì chúng ta đang có một bộ dàn máy, tất cả các thiết bị đều màu đen, và đặc biệt hơn là những thiết bị này là những thiết bị chuyên dụng. Chuyên dụng ở đây, em muốn nói đến đầu tiên là con đẩy BT800 Pro, một sản phẩm đẩy cao cấp. Đây là chiếc đẩy 2 kênh, tuy nhiên sản phẩm này đang có mức giá là 15 triệu đồng. Một mức giá mà có thể nói là nó sẽ chạm đến cái ngưỡng của những sản phẩm chuyên nghiệp, những sản phẩm cao cấp. BT800 Pro là một sản phẩm đẩy liền vang với 1200W một kênh. Đối với sản phẩm này thì chúng ta thoải mái chơi với bất cứ một đôi loa nào phục vụ cho gia đình, kể cả là những đôi loa súp, những đôi loa bát 30 kép, bát 40 kép, những đôi loa full công suất lớn, BT800 Pro đều có thể sử dụng tốt và cho chúng ta những cái đường tiếng rất hay ạ. Để cho giọng hát của chúng ta hay, cũng như là để nói, để cho chúng ta có thể cảm nhận được hết chất của đôi loa, thì chiếc vang 8D là một sản phẩm không thể thiếu được trong những bộ dàn, những bộ combo karaoke chuyên nghiệp, để chúng ta thoải mái chúng ta sử dụng trong những nhu cầu hát karaoke. Con vang 8D thì nó sẽ có một cái hệ điều hành rất là mới. Những cái đường tín hiệu, những cái phần căn chỉnh thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng một cái sợi dây cáp kết nối với TV, máy tính. Máy tính thì chúng ta có một cái phần mềm đi kèm, chúng ta sẽ sử dụng và chúng ta căn chỉnh. Căn chỉnh với máy tính thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn những cái đường bộc lộ, tức là cái giải tần số âm thanh nó sẽ được thể hiện rõ, và chúng ta căn chỉnh thì nó sẽ dễ và nhanh. Còn tuy nhiên thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng tất cả những cái phím ở đây, không khác gì nhá, không thiếu bất cứ một cái tính năng nào so với việc chúng ta căn chỉnh điều chỉnh bằng máy tính. Ngoài ra thì đối với những chiếc vang số thì thường thường nhà sản xuất cũng đã đưa những cái tín hiệu đẹp ở phần EQ bypass rồi, và bên em cũng sẽ đưa những tín hiệu phù hợp hơn với những cái phong cách nghe, phong cách chơi và hát của người Việt chúng ta rồi. Và khi các bác mà có những cái nhu cầu để nghe những cái hiệu ứng khác nhau thì chúng ta đang có 3 cái chế độ M1, M2, M3 là 3 chế độ cài đặt mặc định sẵn để chúng ta có thể sử dụng và lựa chọn một trong 3 chế độ này để chúng ta sử dụng rất là hay. Phía trên đây thì chúng ta sẽ có bộ mic không dây VK321 màu đen để cho phù hợp với màu sắc của bộ dàn này, phù hợp với bộ dàn máy. Còn 321 thì bên em không còn cần phải giới thiệu nhiều, quá hay rồi. Nó quá chuyên nghiệp và đã có rất là nhiều những combo bên em đã phối ghép cùng. Và đặc biệt hơn là bộ dàn này thì với một mức kinh phí chưa đến 50 triệu đồng, chúng ta có thể sở hữu được tất cả các sản phẩm ở đây rồi. Và em sẽ hát tặng
anh Liên hát tặng tất cả các bác yêu âm thanh của Quảng Bình, của miền Trung đi. Một bài hát viết về miền Trung nhá, để chúng ta sẽ cùng nhau nghe chất âm của bộ dàn này, để chúng ta cảm nhận. Và có thể đấy là những cái sự bộc lộ để chúng ta đánh giá về cái sự phù hợp của chúng ta hay không khi chúng ta nghe và sử dụng. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung gian khó nhiều đời qua. Từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lưng lờ trôi, trời miền Trung mưa lắm bạn tình ơi. Trời anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Sao rùa nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức. Trăng khuya nhớ ai, trăng vỡ giữa lòng miền khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người ta. Còn sông quê đây đã già, mà người đi biển biển phương xa. Xưa nay không còn nữa, mây kia vẫn bay, sao hờ hững giữa đất trời. Miền Trung muốn lên đau lòng xa rồi người em ơi, quê hương mang mang buồn chiều miền Trung mưa tìm mây.